Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, trực tiếp vào lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày. Thưa quý vị, đối với mỗi người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ tung bay gợi nhớ đến những ý nghĩa thiêng liêng, một lịch sử hào hùng gợi nên niềm xúc động xen lẫn tự hào. Mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, một số bạn trẻ quyết định vẽ và sơn ngôi sao vàng năm cánh trên mái nhà lợp tôn đỏ, tạo thành hình cờ Tổ quốc Việt Nam. Lê Quang Vũ, 29 tuổi, bất ngờ khi loạt video hình ảnh về ngôi nhà mới xây của anh ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc gây sốt mạng xã hội vì phần mái có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam. Anh cho biết ngôi nhà 2 tầng được xây dựng đầu năm nay. Vài tháng sau, vô tình xem video về một cô gái tự vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà, anh nảy ra ý tưởng học theo. Để có hình ngôi sao vàng 5 cánh đúng tỷ lệ, chàng trai làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải tính toán đo đạc trước trên máy tính. Khi ra thực tế, anh sử dụng thêm flycam để căn chỉnh góc sao cho ngôi sao ngay ngắn và đẹp nhất. Anh hy vọng tình yêu quê hương đất nước luôn được lan tỏa và hiện hữu với nhiều hình thức khác nhau, từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất. Cách đây ít ngày, Nguyễn Thái Trọng, 28 tuổi, ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, cũng quyết định biến phần mái lợp tôn đỏ của gia đình thành hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Chàng trai trẻ tiết lộ quá trình sơn ảnh lá cờ Tổ quốc trên mái nhà chỉ tốn 15 phút, nhưng giá trị tinh thần cần lưu lại nhiều năm. Anh cũng rất vui khi có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương đất nước và tự hào vì tinh thần tốt đẹp được lan tỏa đến mọi người xung quanh, gần nhất là những người dân ở địa phương nơi anh sinh sống. Hơn bao giờ hết, anh hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều công trình trên khắp đất nước Việt Nam được tô điểm bởi hình ảnh cờ đỏ sao vàng, nhất là khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đang đến gần. Trào lưu mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc xuất hiện từ khoảng tháng 7 năm nay với ý tưởng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9. Nhiều người dân ở khắp Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngoài vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái, nhiều người khác chọn hưởng ứng phong trào theo cách riêng. Tất cả bày tỏ, mỗi người đều có thể thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước ở nhiều hình thức khác nhau và phù hợp từng hoàn cảnh. Một bạn trẻ chia sẻ, nếu không thể vẽ trên mái nhà thì có thể treo cờ, vẽ lên tường hay trang trí ở những không gian phù hợp khác. Không cần phải bày tỏ lòng yêu nước ở đâu xa xôi mà mỗi cá nhân đều có thể thực hiện ngay tại nơi mình sống. Đằng sau câu chuyện con cá linh trường khan hiếm ở miền Tây, mỗi người dân phải thay đổi để thích ứng. Gần 18.000 tỷ đồng sắp được hỗ trợ để miền Tây thích ứng với biến đổi khí hậu. Kỹ thuật truyền hình 3D sinh động là lát cắt vì những kết quả ấn tượng từ thu phí điện tử trên cao tốc mang lại hiệu quả vượt bậc. Những ngày này, tại vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, con nước nổi tràn đồng nên nhịp sống của người dân cũng tất bật hơn. Theo con nước, cá linh như món quà của mùa nước nổi được thiên nhiên ưu ái tặng cho vùng đất miền Tây. Loại này thịt ngon nhất là vào đầu mùa, vì cá chưa lớn nên xương mềm, ngọt thịt, bụng mỡ béo ngậy nên được người tiêu dùng săn đón, thị trường tiêu thụ rất nhộn nhịp. Theo người dân ở các xã Thường Thế Hậu A, Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, nơi đón con nước sớm nhất của tỉnh, cá linh chỉ vừa xuất hiện cách đây vài ngày khi địa phương mở nắp cống đón con nước vào đồng. Giờ số lượng cá ít trong khi nhu cầu tiêu dùng cao nên giá hiện tại khá đắt. Mỗi ký được bán tại chỗ từ nông dân đánh bắt là 100.000 đồng một ký. Cũng theo người dân cho biết, hiện nhu cầu đặt mua cá linh cao trong khi lượng cá hạn chế nên không đủ cung cấp. Người tiêu dùng tiếc nuối vì không đặt được cá trong ngày, phải đặt trước chờ đến hôm sau. Chuyện con cá linh đầu mùa khan hiếm ở miền Tây đã liên tục nhiều năm nay. Các chuyên gia dự báo năm nay nước không cao như mọi năm nữa. Nguyên nhân là thiên tai cộng hưởng với nhân tai, biến đổi khí hậu, mưa gió thất thường và hệ quả của các đập thủy điện ở thượng nguồn.
miền Tây không còn lũ về theo quy luật bao đời, thì không còn một vùng đất, nước ngọt quanh năm tưới khắp ruộng đồng, không có phù sa để có biển lúa vàng hay những khu vườn quanh năm cây xanh trái ngọt. Nhiều người nuối tiếc về một thời đã xa nhưng chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng và phải làm là mỗi người dân phải thay đổi để thích ứng. Để hỗ trợ người dân, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đề xuất dự án chống chịu biến đổi khí hậu với số vốn gần 18.000 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp về tiến độ đề xuất dự án chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Đại diện Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi cho biết, dự án được thực hiện tại 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và An Giang. Dự án sẽ tập trung thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình, mục tiêu nhằm tăng cường thích ứng các địa phương, dân cư trước tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi sản xuất. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 18.000 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, trước ngày 15 tháng 8, 10 tỉnh tham gia dự án có văn bản về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi cho Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan. Trong đó, cần khẳng định lại việc đảm bảo đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, khẳng định lại tổng mức đầu tư và khả năng đối ứng của địa phương trần dây để đảm bảo dây lại 10% vốn. Với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hiệp yêu cầu khi Chính phủ phê duyệt dự án, các dự án của Bộ triển khai cây đảm bảo năm 2025, dự án chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long ký hiệp định dây như cam kết với Ngân hàng Thế giới. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, tưởng như trong thời bình không còn những hy sinh mất mát. Nhưng để giữ bình yên cho đất nước, vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Sáng ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với đồng chí Hoàng Thế Thắng, nguyên công an viên xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023, nhận được tin báo đối tượng Nguyễn Đình Trí, 54 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến có hành vi gây gỗ chém người. Đồng chí Hoàng Thế Thắng, công an viên bán chuyên trách của xã, nhanh chóng đến hiện trường để ngăn chặn vụ việc và điện báo công an xã Hùng Tiến triển khai lực lượng xuống hiện trường để giải quyết. Thấy Trí uống rượu và tấn công một người hàng xóm, đe dọa những người xung quanh, anh Thắng tiếp cận để vận động, thuyết phục, tìm cách ngăn chặn hành vi của người này. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Trí bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái anh Thắng. Cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ có mặt tại hiện trường, khống chế thành công đối tượng. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, công an huyện Nam Đàn nhận được thông tin anh Thắng không qua khỏi. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thân nhân gia đình đồng chí Hoàng Thế Thắng. Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ sự đau thương mất mát với gia đình đồng chí. Sự hy sinh của đồng chí thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho quê hương, đất nước. Mấy ngày qua, vụ việc hai mẹ con không qua khỏi sau vụ ô tô cán ở trên đường Mỹ Phước Tân Vạn làm cho nhiều người xót xa. Để không còn những cái chết thương tâm, Cảnh sát Giao thông Bình Dương tăng cường xử phạt các trường hợp ô tô lấn làn xe máy, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng trong ngày kiểm tra 13 tháng 8, có hàng chục trường hợp tài xế ô tô lấn làn xe máy bị Cảnh sát Giao thông lập biên bản vi phạm. Theo ghi nhận trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, lực lượng chức năng tổ chức ghi hình các trường hợp ô tô lấn làn xe máy để làm chứng cứ xử phạt. Tại các huyện, thành phố khác trong địa bàn tỉnh Bình Dương cũng có nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát. Ngoài xử lý các ô tô lấn làn xe máy, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương còn tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, dừng đỗ xe,
chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định. Đây là đợt tăng cường xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương sau khi liên tiếp 2 ngày gần đây xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, phát triển hạ tầng giao thông là một trong 3 đột phá chiến lược với mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 cây số đường bộ cao tốc và năm 2030 phấn đấu đạt 5.000 cây số. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ô tô với con số được dự báo lên đến gần 1 triệu ô tô một năm vào năm 2028 cho thấy nhu cầu tăng cao về hạ tầng và số lượng tài khoản giao thông là tất yếu. Ứng dụng thanh toán số vào giao thông thông minh là xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu vì đặc tính hoạt động giao thông cần an toàn, nhanh chóng và chính xác. Đây là tiềm năng, cơ hội và cũng là thách thức để nước ta chuyển đổi quyết liệt từ hệ thống thu phí thủ công sang thu phí điện tử trên cao tốc, gọi tắt là ETC. Mời quý vị cùng cận cảnh qua phim trường ảo HCTV hôm nay. Thưa quý vị, từ năm 2019 đến nay, chúng ta có những kết quả ấn tượng từ thu phí điện tử trên cao tốc, giảm thời gian di chuyển, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các trạm thu phí, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm lượng khí thải tương đương CO2, hiệu quả vận chuyển, môi trường và sức khỏe cộng đồng được cải thiện rõ rệt. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai đầy đủ thu phí điện tử trên cao tốc cả nước, giúp tổng lượng khí thải CO2 giảm được lên tới hơn 100.000 tấn, do giảm hơn 60.000 tấn xăng và nhiên liệu diesel tiêu thụ tại các trạm thu phí. Cùng năm này, xã hội tiết kiệm được hơn 93 triệu giờ cho nhân lực và gần 40 triệu giờ cho tuổi thọ của phương tiện. Tính chung cả giai đoạn 2019 đến 2023, lợi ích mà Việt Nam có được từ việc triển khai ETC tương đương giá trị gần 1 tỷ đô la Mỹ. Với hơn 3.500.000 xe ô tô được dán thẻ ETC và kích hoạt tài khoản giao thông, chiếm khoảng 70% tổng số hơn 5.500.000 xe trên cả nước, việc nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán và ứng dụng công nghệ thanh toán số, ví điện tử của VETC được xác định là mũi tên trúng nhiều đích, đem lại đa lợi ích cho người dùng. Mỗi cá nhân có thể sở hữu một ví điện tử trực tiếp. Ngoài chi trả phí giao thông, tài khoản ETC có thể được sử dụng thanh toán bãi đậu xe, phí cảng biển, sân bay, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Bước đầu, ví VETC kết nối với 7 ngân hàng và thẻ ATM đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến của hơn 30 ngân hàng thuộc hệ thống NABAS, tiếp tục hoàn tất kết nối với các ngân hàng lớn khác để mở rộng dịch vụ. Thời điểm này, khách hàng có thể sử dụng ví điện tử VETC để thanh toán thêm phí đậu xe, xăng dầu và nhiều dịch vụ khác trong tương lai gần. Đến tháng 6 năm nay, có khoảng 2 triệu khách hàng tải về ứng dụng VETC trên điện thoại thông minh. Ước tính mỗi ngày có khoảng 800.000 lượt truy cập vào ứng dụng. Việc sử dụng ETC góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh toán và tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế số. Trong tương lai gần, người dùng ứng dụng có thể sớm được sử dụng đầy đủ các dịch vụ thanh toán do VETC phát triển. Từ thành công của việc triển khai dịch vụ ETC bằng công nghệ RFID trên toàn quốc, VETC tiếp tục ứng dụng công nghệ thanh toán không dừng để thanh toán phí bãi đậu. Trong thời gian ngắn, đơn vị hoàn thiện bộ giải pháp công nghệ hoàn chỉnh hướng tới bộ giải pháp thông minh cho bãi đậu xe không dừng, không tiền mặt. Người dân dễ dàng thanh toán phí gửi xe bằng điện thoại thông minh, không cần chuẩn bị tiền mặt hay thẻ. Hệ thống ứng dụng công nghệ RFID hiện đại có thể tự động ghi nhận biển số xe và thanh toán phí qua thẻ iTax gắn trên phương tiện hoặc ví điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm an toàn cho cả chủ xe, hạn chế thất thoát doanh thu cho bãi xe. VETC cũng phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Các phương tiện không cần phải xuất tiền mặt, dừng chờ thanh toán như trước đây. Dịch vụ thu phí gửi xe không tiền mặt của VETC sau 2 tháng triển khai vừa qua có những tín hiệu tích cực,
cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân cũng như tiềm năng phát triển của loại hình này trong tương lai. Thành phố Hà Nội có gần 100 điểm ứng dụng công nghệ thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt VETC, chiếm hơn 70% với 78 điểm, gồm 56 điểm trong giữ ô tô và 22 điểm trong giữ xe máy. Hệ thống ghi nhận gần 100.000 lượt giao dịch với tổng giá trị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Chỉ với các điểm trong giữ thí điểm ban đầu, ước tính sơ bộ giảm hơn 10 tỷ đồng một năm cho người dân, hơn 4 tỷ đồng một năm cho doanh nghiệp. Đây là những con số ấn tượng cho thấy sự nhanh nhạy và thích nghi của người dân đối với phương thức thanh toán mới này. Hầu hết người dân khi trải nghiệm dịch vụ đều ủng hộ vì sự minh bạch và hạn chế tình trạng thu quá mức. Hệ thống tự động hiển thị thời gian đậu xe và mức phí tương ứng, giảm tranh chấp và bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng. Những tín hiệu tích cực này là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa dịch vụ trong giữ xe. Trong năm nay, ứng dụng được triển khai tại tất cả thành phố lớn, hướng tới đến hết năm 2025, được nhân rộng trên toàn quốc. Các bản tin của đài chúng tôi có thông tin, tỉnh Thanh Hóa ngày 11 tháng 8 công bố dịch bạch hầu tại thị trấn Mường Lát sau 3 ca dương tính và 34 F1. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có tên viết tắt là M, 17 tuổi, dân tộc Dao, bệnh nhân đầu tiên ở Thanh Hóa mắc bệnh bạch hầu, vừa xuất viện với sức khỏe ổn định. Bệnh nhân M đang hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh trong vòng 7 ngày, tiếp tục theo dõi ngoại trú đủ 60 đến 70 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài 3 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8, trong đó có bệnh nhân M vừa xuất viện, đến nay tại huyện Vùng Cao, biên giới Mường Lát không phát hiện thêm ca mắc mới. Trung tâm Y tế huyện nhận định nguy cơ ổ dịch bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết không xác định nguồn lây, có tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng. Bởi đặc điểm là huyện vùng cao, tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp. Huyện Mường Lát đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa cấp bổ sung cho huyện Mường Lát 25.000 liều vaccine uốn ván bạch hầu để triển khai tiêm phòng cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.